Mitsubishi Actra 2020 ra mắt tại Việt Nam, giá bán từ 375 triệu đồng. Mẫu sedan hạng B Mitsubishi Actra 2020 được thay đổi ngoại hình thể thao hơn. Phiên bản MT có giá 375 triệu đồng, trong khi đó phiên bản CVT có giá 460 triệu đồng. Mitsubishi Actra 2020 vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam, xe được nhập khẩu từ Thái Lan. Ở thế hệ mới, Mitsubishi Actra có hai phiên bản là 1.2 MT và 1.2 CVT, có giá bán lần lượt là 375 và 460 triệu đồng. Phiên bản 1.2 CVT Eco đã được loại bỏ. Ở thế hệ nâng cấp giữa vòng đời, Mitsubishi Actra có ngoại hình được thiết kế lại, thể thao và hiện đại hơn, trong khi kích thước xe không thay đổi nhiều so với thế hệ trước. Xe có chiều dài rộng cao lần lượt là 4.305 x 1.670 x 1.515, dài hơn đời tiền nhiệm là 60mm. Điểm nhấn đáng chú ý nhất về phần đầu xe được thay đổi hoàn toàn, đèn pha được tái thiết kế góc cạnh hơn. Phiên bản 1.2 CVT sử dụng bóng LED thấu kính, trong khi phiên bản 1.2 MT chỉ trang bị đèn LED halogen. Cản trước cũng được thiết kế lại đẹp mắt hơn ở dạng tổ ong. Ở thế hệ mới, Actra được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dimic, đặc trưng của Mitsubishi. Hai đường chôm tạo hình chữ X khiến đầu xe trông dữ dằn hơn. Trong khi đó, phần hông xe không có nhiều khác biệt, vẫn là những đường nét quen thuộc trên thế hệ cũ. Mitsubishi Actra 2020 trang bị bộ mâm 15 inch đa chấu. Khoảng sáng gầm xe của mẫu xe này là 170mm, cao nhất trong phân khúc sedan hạng B. Điều này giúp xe di chuyển thuận lợi trong điều kiện giao thông ở Việt Nam. Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Trong khi đó, đối thủ của Kia Soluto vẫn sử dụng gương chiếu hậu chỉnh cơ. Dù ngoại hình được chăm chút khá nhiều, thế nhưng Mitsubishi Actra 2020 vẫn giữ thiết kế tay nắm cửa giống thế hệ trước, nhìn khá thô và lạc hậu. Giống với đầu xe, phần đuôi của Actra 2020 cũng được thiết kế lại góc cạnh hơn. Xe dài hơn 60mm so với đời trước, chủ yếu là do cản sau được kéo dài ra, khiến xe nhìn cân đối hơn. Phía sau có thêm hai thanh phản quang và đèn phanh trên cánh gió. Đèn hậu sử dụng bóng halogen, vẫn mang đường nét cũ nhưng có thêm viền đen và dãy LED họa tiết chữ L thể thao hơn. Dung tích cốp sau của Mitsubishi Actra là 450 lít, nhiều hơn Hyundai Accent là 387 lít, nhưng thua Toyota Vios 506 lít và Kia Soluto là 475 lít. Cách bố trí trang trí trong cabin của Mitsubishi Actra 2020 không thay đổi nhiều so với đời trước, vẫn là kiểu thiết kế đơn giản và thực dụng. Ghế ngồi chỉnh cơ, phiên bản 1.2 CVT có ghế bọc da, chỉ khâu, màu trắng tương phản. Bản 1.2 MT có ghế bọc nỉ. Trên phiên bản 1.2 CVT, vô lăng bọc da giống với đời trước, tích hợp các nút chức năng như âm lượng, đàm thoại rảnh tay và có thêm nút Cruise Control. Đây được xem là điểm vượt trội của Actra so với Kia Soluto. Mặt đồng hồ Ananoc có đồ họa với bắt mắt hơn. Phiên bản cao cấp 1.2 CVT sử dụng khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm. Hệ thống thông tin giải trí gồm có màn hình 6,8 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Có thể kết nối hai điện thoại cùng một lúc. Hệ thống âm thanh 4 loa, trong khi biến thể 1.2 MT chỉ được trang bị đầu CD và hai loa. Mitsubishi Actra 2020 1.2 CVT còn được trang bị hệ thống điều hòa tự động. Đối thủ trực tiếp là Kia Soluto AT Deluxe vẫn sử dụng điều hòa chỉnh cơ. Là mẫu xe đô thị giá rẻ, trang bị an toàn trên Mitsubishi Actra ở mức cơ bản như ABS, EBD, hai túi khí, khóa ghế an toàn, trẻ em Isofix, chìa khóa mã hóa động cơ. Dù là mẫu sedan hạng B, thế nhưng Mitsubishi Actra 2020 vẫn sử dụng động cơ 1.2 lít, ngang với các mẫu xe đô thị hạng A. Khối động cơ này sản sinh công suất là 78 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn là 100 N tại 4.000 vòng trên phút, hộp số xoàn 5 cấp hoặc số tự động vô cấp. Hiệu suất của Mitsubishi Actra được đánh giá là thấp hơn so với các đối thủ khác trong phân khúc. Bù lại, xe có khối lượng tương đối nhẹ, phiên bản MT chỉ nặng 875 kg, trong khi phiên bản CVT nặng 905 kg. Giá bán rẻ cùng với thiết kế được xem là lợi thế của Mitsubishi Actra 2020. Đây là một trong những chiếc xe có giá bán thấp nhất trong phân khúc sedan hạng B. Bản 1.2 CVT có giá là 460 triệu đồng, thấp hơn thế hệ cũ 15 triệu đồng. Đối thủ trực tiếp của Mitsubishi Actra 2020 nhắm tới chính là Kia Soluto với giá là 399 đến 455 triệu đồng và Hyundai Grand i10 Sedan với giá là 345 đến 405 triệu đồng. Đối thủ khách hàng mà mẫu xe này hướng tới là những người lần đầu mua xe ô tô gia đình
hoặc mua xe để kinh doanh dịch vụ